Khi mà tụi mình nhận cái brief ở bên nhà sản xuất á, là kể về công tử Bạc Liêu, bởi vì mọi người thường nghe những giai thoại về ông nhưng mà không biết thực hư nó như thế nào, thì khi nhận được cái brief đó tụi mình mới nghĩ là phải vén màn sự thật. Thì khi mà mình nghĩ tới vén màn sự thật thì mình nghĩ ngay tới cái cảnh khi mà cái rạp phim hay là những cái rạp chiếu bóng hồi xưa hay là kịch thì họ luôn có một cái rèm đỏ. Đó là lý do vì sao mà mở đầu của cái video này, một cái rèm, cái cảnh là mọi người sẽ thấy là ổng soi gương và chạm tay vào cái gương thì cái gương đó búng ra tiền. Thật ra ban đầu, cái idea ban đầu mà tụi mình chọn đó là khi mà ổng chạm vào gương thì cái gương đó sẽ được biến thành tiền, kiểu như là lật ra được nguyên một cái gương nó thành tiền hết. Tuy nhiên là tụi mình rất là may mắn bởi vì có một cái đạo diễn rất là nhạy, My đã giữ cái ý đó của Trang và phát triển nó lên thành một cái hướng khác. Thì khi mà ông chạm vào tấm gương thì tiền túa ra, búng ra, và ông đi tới đâu thì mọi thứ ông chạm vào nó cũng chỉ thấy tiền không thôi. Với dự án stop motion công tử Bạc Liêu trong đoạn giới thiệu lần này thì mình đã hơi làm khó ekip, khó cả chính bản thân mình khi mà mình đánh concept là mọi thứ đều là phim chứ không phải là hoạt hình. Nếu như mà mọi người có để ý thì là từ những cái đoạn đầu của clip thì tông của đầu nó sẽ là những màu xanh trắng và dần dần chuyển sang vàng, cam và đỏ dần ở đoạn cuối khi mà cái đám cháy rực lên. Thì nó cũng chuyển biến theo cái tâm lý của cái nhân vật ở trong đoạn clip của mình để nó phù hợp với cái nhịp và cái cảm giác của khán giả khi mà xem. Mình cũng sử dụng khá là nhiều góc máy động để không có bị dễ thương hoạt hình quá. Thì tụi mình sử dụng khá là nhiều cú máy để mà thể hiện rõ được những cái giai thoại, những cái tâm lý của nhân vật, như là những góc máy cao hoặc là những góc máy thấp hoặc là những góc máy nghiêng, để thể hiện rõ cái sự hoang mang, cái sự bối rối của nhân vật khi được đặt ở trong cái ngữ cảnh mà bọn mình đã viết ra trong cái đoạn stop motion này. Đối với stop motion với lại một cái phim mà mình quay người thật thì nó khác nhau là, thứ nhất là quan trọng nhất là cái da của diễn viên, thứ hai là phần crop. Crop ở đây nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng 1/10 những cái crop thật thôi, thì cái độ detail nó sẽ cực kỳ nhỏ luôn. Khi mà mình cut lighting á thì mình phải sử dụng những cái đồ rip của nó, mà nó mình phải tự làm ra nó và mình mới sử dụng được, còn tất cả trên thị trường nó sẽ không bán những cái đồ rip đó. Và có một cái điểm đặc biệt của stop motion mà ở bên phim nó không có, đó là cái sự quan sát và chi tiết về từng hành động của nhân vật. Tại vì ở đây mình phải nhìn từng chi tiết và độ lệch ánh sáng khi mà di chuyển từ điểm A tới điểm B và cái độ focus của nó, tất cả mọi thứ đều fix và mình phải tính toán tất cả mọi thứ cái đó trước khi bấm máy. Với mình đây là buổi diễn đầu tiên nhưng mà nó cũng cho mình rất là nhiều trải nghiệm. Vấn đề trải nghiệm lớn nhất là trải nghiệm mình sử dụng cái lighting của mình trên một cái set mà nó chỉ bằng 1/10 diện tích thật, và tất cả những thứ trên đó đều là rất là detail luôn. Khi mà mình làm lighting nó không có sạch thì tất cả những thứ mà phô của cái phần setup nó sẽ rõ hơn khi mà mình quay một set người thật. Trong dự án lần này thì tụi mình chụp với trung bình là 12 hình trên 1 giây. Đồng thời thì có một số cảnh tụi mình shoot live action các cái prop mà tụi mình có. Vì nó đòi hỏi là mình phải shoot chung với lại khói và có một số những cái chuyển động ánh sáng đi kèm, nên tụi mình sẽ không chụp từng frame hình mà sẽ phải quay luôn để về làm hậu kỳ thêm. Trong dự án này đạo diễn có yêu cầu một số phân cảnh là mình sẽ cần có chuyển động máy, thì tụi mình có sử dụng cả motion control để thực hiện những cái cú máy phức tạp. Và thay mặt ekip thì mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã quan tâm theo dõi, cũng như là chúng mình cùng nhau đón chờ bộ phim về công tử Bạc Liêu chuẩn bị ra mắt trong thời gian sắp tới.